tắt theo. Chương 9, câu 14 đến câu 17. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới và cả hai còn được nguyên vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, theo lối suy luận ở đời, người ta thường dùng cách nói bình cũ, rượu mới để nói về tính cách và não trạng của những con người có thái độ cứng cỏi, không chịu thay đổi và thích nghi với những sự thay đổi làm cho con người trở nên tốt hơn. Và hôm nay, chính Chúa Giêsu cũng đã dùng hình ảnh bình rượu để nhắc nhở các môn đệ của Gioan về cách thức ăn chay. Ăn chay trong niềm vui, trong một tâm hồn tràn đầy trông cậy vào Thiên Chúa, chứ không phải làm hình thức bên ngoài nhằm để thông báo với người khác về thái độ đạo đức bên ngoài của mình. Để giúp cho các môn đệ của Gioan hiểu rõ, Đức Giêsu đã ví nước Thiên Chúa như một tiệc cưới lớn. Một tiệc cưới tràn đầy niềm vui của chính Chúa Giêsu kết ước với muôn dân. Cho nên, tiệc cưới này mỗi người phải đón nhận và diễn tả bằng sự hoan hỷ vui mừng, chứ không phải là một nỗi buồn rầu ủ rũ, đau khổ. Bởi vì Chúa chính là nguồn vui cho mọi người. Hình ảnh bình rượu nói lên mỗi con người chúng ta và niềm tin mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại. Nếu mỗi người trong chúng ta không chuẩn bị một chiếc bình thật thích hợp, thì làm sao có thể đón nhận niềm vui to lớn từ Chúa Giêsu? Hay nói một cách cụ thể hơn, Đức Giêsu chính là hoàn hảo của giới luật của Thiên Chúa. Nếu không dọn một tâm hồn yêu thương, nhân từ và quảng đại như Chúa, thì làm sao có thể đón nhận lối sống mới mà Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại? Người Kitô hữu trong thời đại hôm nay được định nghĩa là những người luôn sống trong niềm vui của ân thánh, dù phải gặp bách hại hay phải trả giá cho việc làm môn đệ của Chúa. Bầu khí bữa tiệc là bầu khí mà người tín hữu được mời gọi sống và dấn thân cho nước trời. Vì nước trời chỉ trở thành quê hương hạnh phúc cho những ai biết biến đổi đời sống mình theo hình ảnh của Chúa, biết nỗ lực và cố gắng mỗi ngày trong việc lắng nghe và làm theo những điều Chúa dạy và những điều Chúa muốn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận lời dạy và gương sống của Chúa trong niềm vui và hân hoan. Amen.